Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ đến cho anh em cái bộ tài liệu màu hai cuốn mà nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Và cái bộ này là bộ tài liệu màu anh em nhé. Thì sau đây thì một số các anh em xem được các cái video tài liệu của mình rồi thì anh em bỏ qua cái video của mình. Còn nếu anh em nào vừa đăng ký kênh, anh em chưa biết được nhà mình có kinh doanh các cái tài liệu này và anh em cần tài liệu thì gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp. Và cái tài liệu này là không phải là tài liệu do nhà mình sản xuất, và tài liệu này là mình được trung tâm đào tạo điện kỹ thuật, cái trung tâm đào tạo kỹ thuật điện FI Sài Gòn ủy quyền cung cấp cái bộ tài liệu này trên thị trường, và duy nhất toàn quốc là chỉ có nhà mình cung cấp thôi anh em nhé. Và anh em nào mà cần học FI thì anh em sẽ liên hệ vào số điện thoại này để anh em học FI anh em nhé. Còn những anh em nào mà chưa có thời gian đi học hoặc là chưa có điều kiện đi học thì anh em mua cái bộ tài liệu này về cũng được anh em nhé. Nó cũng giúp ích được anh em rất nhiều, tài liệu rất dễ hiểu. Thì sau đây tôi sẽ lật vài trang để giới thiệu đến cho anh em trong cái cuốn tài liệu này nó có những gì anh em nhé. Thì khi mà anh em vào học FI thì sẽ được trung tâm các thầy sẽ đưa cho anh em hai bộ tài liệu này và cái vị trí này để anh em viết tên anh em nhé, viết tên của anh em. Và cái tài liệu này thì là cái nội dung đào tạo thì nó gồm có tất cả là 15 bài nội dung đào tạo anh em nhé. Thì sau đây tôi sẽ đọc từng bài một để anh em biết được là trong bộ tài liệu này nó có những thứ gì anh em nhé. Bài 1 là tiếng Anh cơ bản trong sửa chữa xe máy. Bài thứ 2 là điện và điện tử trong sửa chữa xe máy. Bài thứ 3 hệ thống nạp điện ắc quy xe đời mới anh em nhé. Bài thứ 4 là đọc và xóa mã lỗi các dòng phun xăng điện tử anh em nhé, và cài đặt ECM và cài đặt độ cao anh em nhé. Bài thứ 5 là cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử. Bài thứ 6 là cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cảm biến trên xe gắn máy anh em nhé. Bài thứ 7 là hệ thống đánh lửa trên xe phun xăng điện tử. Bài số 8 là hệ thống cung cấp nhiên liệu xe phun xăng điện tử. Bài số 9 là chuẩn đoán và phân tích dữ liệu trên máy chuẩn đoán lỗi anh em nhé. Bài số 10 là hệ thống dừng cầm chừng Alin Sinh Tốt. Bài thứ 11 là hệ thống khởi động nạp ACG đề từ đấy anh em. Bài số 1 người gọi là ta gọi chung là đề từ đấy, nạp điện và đề từ đấy, hệ thống đề đấy. Bài số 12 là hệ thống phanh ABS. Bài thứ 13 là hệ thống khóa smart key anh em nhé. Bài thứ 14 là hệ thống bảo mật chìa khóa Biago S3, có nghĩa là khóa từ Biago S3 đấy anh em nhé. Bài số 15 là công nghệ chiếu sáng đèn LED anh em nhé. Đó là 15 cái bài nội dung đào tạo. Thì trong này là có rất nhiều, trong này là các cái ký tự màu dây. Thì là mình không có thể mà dở từng trang để cho các anh em xem được, mà chỉ mình chỉ dở vài trang để anh em tham khảo thôi anh em nhé. Mình sẽ dở để cho anh em vài trang để anh em biết được anh em nhé. Ví dụ như là tôi sẽ dở đến cho anh em cái bài 4 anh em này. Bài 4 anh em nhé, anh em thấy là bài 4 là đọc và xóa lỗi trên các dòng xe phun xăng điện tử, cài đặt ECM và cài đặt độ cao. Thì đây chính là cái bài 4 anh em nhé. Bài 4 thì anh em nhìn này, thì anh em thấy là cái cách hướng dẫn anh em cái cách đọc lỗi xóa lỗi. Ví dụ như anh em là có máy chuẩn đoán lỗi rồi thì anh em dùng máy chuẩn đoán lỗi để anh em đọc lỗi và xóa lỗi. Nhưng những anh em nhờ anh em chưa có máy đọc lỗi thì anh em sẽ nhìn vào cái tấm tài liệu này, cái bài 4 này, anh em biết được là cách đọc lỗi xóa lỗi thủ công trên các cái dòng xe cài đặt độ cao, cài đặt ECM đấy, rất là chi tiết rõ ràng, tài liệu màu anh em. Anh em nhìn thấy nó nét như thế này. Cách đọc lỗi xóa lỗi trên các cái hãng xe như là Honda, rồi là Suzuki, SOM là anh em biết cách là anh em đọc lỗi xóa lỗi được anh em nhé. Riêng cái dòng Suzuki thì anh em không đọc lỗi xóa lỗi thủ công được anh em nhé. Đấy, rất chi là nhiều cài đặt độ cao quy trình. Đấy là vị trí bài 4 anh em nhé. Mình sẽ tiếp tục mình dở đến cho anh em một cái trang, đó chính là cái trang tiếp theo là nguyên lý làm việc của cảm biến anh em nhé. Nguyên lý làm việc của cảm biến thì anh em đọc và anh em biết được là cái con cảm biến nó trên xe nó làm cái nhiệm vụ gì. Và cái tài liệu nhà mình nó ngắn gọn dễ hiểu anh em nhé, nó không giống như các cái tài liệu thông thường trên thị trường thì nó dài dòng anh em đọc anh em không thể hiểu được. Tài liệu của bên trung tâm làm sao để anh em ngắn gọn để anh em hiểu sâu nhất và anh em dễ hiểu nhất, những cái nào mà rườm rà là anh em là bỏ qua anh em nhé. Đấy thì là anh em thấy này, đầu tiên là học đến cái lỗi, tôi sẽ dở đến cho anh em một cái con cảm biến trên cái bộ tài liệu này. Và nó, tài liệu này thì nó có tất cả các loại cảm biến anh em nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái cảm biến, đó chính là cảm biến nhiệt độ động cơ.
ECT hoặc là EOT. Trên những dòng xe mà có nước làm mát người ta gọi là ECT, còn những dòng xe nào mà không có nước làm mát người ta gọi là EOT. À đấy, ví dụ như là trên dòng xe Honda thì nó sẽ báo lỗi số 7. Đó thì đầu tiên anh em dở đến cái tài liệu là cái cảm biến này thì anh em đầu tiên anh em biết là cái cấu tạo của cảm biến này. Là anh em học được cái cấu tạo của cảm biến và anh em học được cái nhiệm vụ của cái con cảm biến này. Nhiệm vụ trên xe nó làm việc gì? Và nguyên lý làm việc đây anh em thấy này, nguyên lý làm việc nó vọn vẹn trong vòng vài dòng chữ này thôi. Nhiệm vụ của nó ở trên xe để làm gì là có nhiệm vụ. Nguyên lý làm việc thì có nguyên lý làm việc và có một cái chú ý. Như vậy là anh em biết được cái nguyên lý làm việc ngắn gọn trong vòng vài dòng chữ thế này thôi là anh em biết được cái nguyên lý làm việc của nó rồi, không cần phải dài dòng. Nguyên lý làm việc rồi cái cách đo kiểm mạch sơ đồ mạch điện anh em nhá. Sơ đồ mạch điện. Rồi là cách. Đấy, sơ đồ mạch điện, ok. Và cách đo kiểm tra. Hiểu được cái cấu tạo, hiểu được nhiệm vụ, hiểu được nguyên lý. Và anh em cũng phải biết được cái cách đo để lúc cảm biến sống hay là chết anh em nhá. Sống hay là chết. Đấy. Đó xong rồi đo điện trở đây, rất nhiều. Và các cái khi mà hỏng hóc thì anh em có thể độ chế được. Đã có hết trong đây anh em nhá. Đấy, tiếp tục đến cảm biến oxy. Cảm biến oxy là cảm biến ở vị trí ống bô đấy anh em, hoặc là ở vị trí đầu bò đấy anh em ạ. Cũng có cảm biến oxy này. Rồi anh em học là nhiệm vụ của cảm biến oxy trên xe làm gì? Cấu tạo của nó là như thế nào? Nhiệm vụ của nó ở trên xe nó có làm, nó gắn ở trên xe thì nó có cái nhiệm vụ gì? Từ hồi đến giờ anh em chưa biết được là nó có nhiệm vụ gì. Anh em chỉ biết là cảm biến oxy thôi. Nghe người ta nói là cảm biến oxy, mình biết là cảm biến oxy nó nằm ở vị trí ống bô hoặc là ở vị trí đầu bò đấy anh em này. Hình ảnh rất rõ nét. Nhưng mà anh em chẳng biết được nó làm việc như thế nào cả. Thì có cái cuốn tài liệu này anh em sẽ biết được. Đây, lại có phải có nguyên lý làm việc vọn vẹn trong vòng mấy dòng chữ này thôi là đã có nguyên lý làm việc rồi. Và các sơ đồ mạch điện anh em biết được đường dây điện nó đi đâu về đâu anh em nhá. Đấy, thì là rất nhiều. Cái hệ thống phanh ABS khóa sở mất kia nó tới 15 bài đào tạo cơ mà. Nên mình không đủ thời gian để mình dở cho anh em từng trang một anh em nhá. Đấy, đó là một cuốn. Nó dày trong vòng khoảng độ vài trăm trang anh em ạ. Vài trăm trang và tài liệu màu. Nó nét cực kỳ nét luôn anh em nhá. Đây anh em thấy này. Anh em thấy là đấy. Rất chữ nét, lấy nét, rất nét. Anh em thấy là rất nét. Tài liệu nó nét giống như chỉ là trong phim luôn anh em nhá. Đây. Nó cũng giống như là tài liệu photo. Đó là cái cuốn này là cuốn 15 bài đào tạo. Cuốn thứ hai là gì? Nó đi theo bộ của nó luôn, không bán lẻ anh em nhá. Cuốn thứ hai là tất cả các cái tài liệu tổng hợp về các cái chân của IC, SM rồi hệ thống phanh ABS. Đấy, từ xe bình xăng con đến xe phun xăng điện tử là các cái gọi là cái chân IC. Chân IC màu hết anh em nhá. Chân IC. Đấy, thì mình cũng tư vấn với, mình cũng khuyên, có lời khuyên với anh em như thế này. Nếu như anh em nào mà có điều kiện để được đến trung tâm theo cái số điện thoại này, anh em học thì là vẫn là tốt hơn anh em nhá. Còn nếu anh em nào mà chưa có điều kiện để đi học thì anh em mua cái bộ tài liệu này về, nó cũng giúp ích cho anh em rất là nhiều. Anh em đọc đến đâu anh em không hiểu thì anh em gọi cho mình sẽ tư vấn anh em nhé, hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời. Anh em cần hai cuốn tài liệu này, anh em biết rồi, những dòng xe đời mới bây giờ nó nhăn nhản đó. Anh em nên nhớ là tương lai khoảng độ vài năm nữa là hầu như những cái xe bình xăng con hầu như là xóa sổ hết anh em nhé, thay vì đó là phun xăng điện tử. Mà anh em không cập nhật kiến thức kịp thì anh em sẽ bị bỏ lại đằng sau, anh em không làm được cái dòng xe đời mới anh em nhé. Như vậy là anh em cần nên đọc những cái bộ tài liệu này. Anh em nào cần tài liệu thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.